Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Vào ngày 19 tháng 9 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 100 token Signet nè bạn. Thì bạn nào có tham gia dự án này thì cần liên hệ phần link mô tả dưới video của mình, mở link form ra để khai báo để token phân phối nha các bạn. Rồi xong đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của các bạn đã email của bạn nè. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ username Telegram của các bạn trước kia đã tham gia dự án nha bạn. Thì link công bot mình có để dưới link video của các bạn vào các bạn kiểm tra nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn đã trước kia đã follow dự án các bạn. Đây là một nền tảng mới này các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn submit địa chỉ ETH thôi các bạn. Các bạn dùng địa chỉ trước kia các bạn đã khai báo trên bot mà, địa chỉ ETH hoặc là Binance Smart Chain cũng được. Rồi bạn dán như đây thôi nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra thông tin là một lần nữa có chính xác hoàn toàn không, nếu chính xác hoàn toàn xong thì bạn muốn gỡ là xong nha các bạn. Rồi ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn rút token Signet đến đây cũng kết thúc các bạn. Đây là một cái nền tảng mới Signet Chain. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.